Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã đến phiên livestream đầu tiên của Phi Hồ. Mọi người ơi, mọi người hãy đẩy view xe livestream cho em nha, mọi người hãy đẩy view xe livestream cho em để hôm nay em có thể về số nha mọi người. Em về số là 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 cái uh, cái đại hải trình này là nó sẽ được thành công rực rỡ nha mọi người ơi. Rồi ừ, em mọi người đẩy view xe livestream cho em nha mọi người ơi đã đổ 5k team là em sẽ lên cho mọi người một cái deal 5 deal 1k cho mọi người 5 deal 1k nếu như mà em đủ uh, em đủ 5k team nha mọi người ơi. 5k team, 5k team, 5k team, 5k team. 5K team năm ca tim này sẽ là sản phẩm mà nhà nào cũng cần người nào cũng cần ok chưa ok, okay. trời ơi mọi người ơi, em thật sự là bây giờ em đang rất là run rồi mọi <laughs> người ạ à. bây giờ bây giờ cái cái tiktok của em em còn chưa xem tự xem like của em được này <laughs> rồi mọi người ơi mọi người hãy đẩy view xe livestream giúp em nha mọi người ơi đẩy okay. view đẩy view đẩy view xe stream đẩy view xe livestream đẩy view xe livestream mình cố gắng đủ 5 trái tim sẽ lên điều okay, sóc cho mọi rồi, người nha Nhanh mới hả? À? Ủa? Gì hả? Rồi, rồi sao? Rồi, rồi? Em, mọi rồi. người ơi Ơ okay, à, Em cảm thấy thật là nhiều sự yêu thương ở đây Trời ơi rồi. rồi, bây giờ Được, em sẽ lên luôn cho mọi người mini game Lên luôn cho mọi người mini game nha năm điêu một k năm điêu một k mà nhà nào cũng cần người nào cũng cần nha ok chưa ok rồi mọi người ơi Mọi người ơi, hôm nay mà tương tác tốt á là em sẽ lên cho mọi người thật là nhiều điêu hời luôn nha mọi người ơi Thật là nhiều điêu hời cho ai cũng có thể có những cái điêu hời mang về nhà từ Đại Hải Trình này nha mọi người ơi Ok Đó là sao để em tự xem like của mình Đó là sao để em tự xem like của mình Đó Không biết nữa, Đó không biết nữa, Đó không có nhớ Trang hỏi nha mọi người, <laughs> hiện tại là Gia khai Anh Thái mọi là điêu hời cho mọi người nghe. luôn Bây giờ, bây giờ, ôi 10 10k đến 10K rồi. Rồi, rồi trời ơi Lên luôn đây Cảm ơn mọi người nhiều Bây giờ em sẽ lên luôn mini game cho mọi người nha Lên luôn mini game đi ạ à. Cho xin luôn lên lên luôn đi ạ à. Rồi mình mọi người, người ơi giờ Bây rồi. giờ trong lúc uh, uh, trong lúc uh, chờ brand set deal thì là em sẽ giới thiệu qua cho mọi người cái nước giặt này Cái nước giặt này thì nếu như mà mọi người uh, theo dõi kênh của em á là em có lên hai like clip Một clip là em giới thiệu về sản phẩm và một clip là em test sản phẩm cho mọi người rồi thì cái áo đó của em là hôm đó em đi hỗ trợ anh thoại thì là nó đã bị dính rất là nhiều makeup lên đấy <laughs> mà bình thường á là em dùng những cái loại nước giặt bình thường á là em sẽ rất là khó để mà em có thể giặt bỏ được là cái lớp makeup đấy ở trên áo đi thế nhưng đối với Joy Kitty Hương Lavender thì là em chỉ cần ngâm tầm khoảng 10 phút thôi theo đúng hướng dẫn sử dụng là 10 phút thì là sau đó em chỉ cần rũ nhẹ qua thôi xong em cho vào trong máy giặt là em giặt là sẽ trắng phau luôn ok chưa okay. ok rất là uy tín luôn mọi người ạ à. cái này là em dùng rồi em xài rồi em lên clip cho mọi người xem là em chứng minh là em đã xài rồi mọi người ạ à. bên trong này là có một phần trăm hương nước hoa lavender cho mọi người là tinh dầu có nghĩa là nó sẽ lưu hương cho mọi người từ 2 tuần đến 3 tuần nếu như mọi người để ở bên trong tủ nha cái này là ở bên trong tủ chứ không phải là nếu như mà mọi người mặc ở trên người 2 đến 3 tuần là nó vẫn còn hương mà là mọi người lưu ý giúp em là sau khi mình giặt xong mình để ở trong tủ là nó sẽ có thể lưu hương từ 2 tuần đến 3 tuần nha ok chưa ok, okay. anh biết làm sao không? mặc dù cái này là làm sạch như vậy thôi nhưng mà nó còn có công thức là dịu nhẹ nè không làm hỏng vải và không làm hư da tay của mọi người rất là tốt luôn nó sẽ cam kết sẽ có cho mọi người là sao không chất tẩy rửa không trắng hình quang không chứa phốt khô không chứa nhôm và công thức rất là dịu nhẹ cho mọi người Hình như cho là không paraben là... luôn đúng rồi cho nó rất là an toàn và dịu nhẹ cho cả nhà mình luôn đó. Tuy, tuy rằng á, tuy rằng là cái công thức này thì là uh, thì là nó rất là trung tính và nó rất là an toàn cho da của mình và nó cũng rất là bảo vệ máy cho mình thì, uh, thế nhưng mà thế nhưng mà cái khả năng làm sạch của nó ấy lại tốt hơn uh, so với những loại nước giặt và nó mà nó có cùng chung cái công thức ở đấy uh, công thức tiêu chuẩn đấy ở trên quốc tế mọi người ạ đó thế nên là đối với cái giá này đối với cái giá mà đối với cái deal ấy đang lên này thì là mọi người nếu như mà mọi người có săn được deal màu ca mọi người về mọi người sử dụng và mọi người À, cảm nhận cho em là nó có thật sự tốt như thế không tại vì bây giờ em vẫn còn một bịch nữa ở nhà vẫn đang đợi em dùng đây và em dùng đã cái nư lắm mọi người ơi đã cái nư lắm đó anh ơi ren vừa thông báo tại vì bây giờ nóng quá rồi lên một điều shop luôn lên điều một k cho mọi người luôn Điều đếm một k mọi người Nhìn ơi mọi đếm người đếm ơi còn men cho nha. em đi mọi người ơi mọi người còn men mọi người đẩy đếm view kia, xe livestream cho em đi em sẽ lên điều một k cho ngay lập tức bây giờ đây mọi người ơi đếm rồi đếm ngược luôn anh em đếm ngược lượt năm bốn hai một lên yêu lên điêu, điêu, điêu một ca cho em nha rồi oh. oh, chớp nhoáng mọi người chớp nhoánh chớp nhoáng chớ, 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 chưa à chưa, chưa chưa mọi người ơi làm, mọi người ơi, mọi người làm mọi người, nha, hiểu làm, hiểu làm mọi người mọi người ơi, mọi người để sẵn vào trong giỏ hà giúp em tại vì là bây giờ em đang live bằng pc thế nên là hơi có độ delay nha mọi người lên Đá lên Đá lên rồi mọi người ơi đã lên rồi đã lên lưu một ca cho mọi người rồi một ca một ca một ca một ca những ai mà đã săn được deal 1k rồi thì mọi người comment cho em biết nha Để cho mọi người đều biết là em đã có lên deal 1k cho mọi người rồi Đây là cái giá rất là tốt, rất là hời để cho mọi người có thể trải nghiệm được cái loại ờ... Uh, được, được cái loại nước giặt này ở nhà Và cái nước giặt này á, là vừa làm sạch này, vừa xả này, vừa bảo vệ màu của, cho quần áo mình ok chưa? Ok, okay. Các bạn đã săn rồi thì mọi người nhớ để lại comment là đã săn ha mọi người Tại vì deal này là deal chớp nhoáng ha mọi người, là làm nóng rồi ok là chưa cho nên mọi người tranh thủ mình rồi, chốt đi chút đơn luôn mọi người đã lấy rồi mọi người đã lấy hết rồi những ai mà săn ở đây đó các bạn đã săn rồi nè ơi các bạn comment rồi này yeah, cảm ơn thuận nha cảm ơn thuận nha những ai mà đã săn rồi thì mọi người comment đã săn cho em để cho mọi người đều biết là em đã có lên điêu một ca này rồi cho, cho mọi người nha ok chưa Ok Ok Rồi bây giờ là sẽ chuyển tới mọi người là một cái giá mức giá flash sale Rất là hờ luôn anh ơi Đó số lượng này là có hạn thôi friend chứ là có hạn cho mọi người là nha ít thôi mọi người ơi cái cho giá là... này đang là giá cực kỳ là hời và như mình biết đó là cái là với cái giá này mọi người sẽ không thể nào mua được một túi nước giặt với với độ nặng là hai cân với trọng lượng là hai cân nhưng mà bây giờ không phải bán một túi một lần hai túi luôn trời ơi không những một cây mà hai cây một lượt quá đã luôn quá đã luôn mọi người ơi mọi người ơi đây là cái nước giặt này á là sẽ vừa làm sạch vừa xả cho mọi người luôn vừa bảo vệ da tay và vừa bảo vệ màu quần áo cho mình ok chưa và cái nước uh, và cái nước giặt này á uh, là cái cái dạng của nó rất là lỏng Ê, em mở này ra được không cho mọi được, người xem được, được, được. cái chất uh, uh, cho mọi người xem cái cái chất nước giặt đó cái chất nước giặt này á uh, là là nó kiểu nó hơi kiểu lỏng 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 một xíu như kiểu là cái lúc mà mình vừa mới nấu thạch mà mình đổ ra á, uh, mọi người thế nên là nó không nó nó không bị đọng lại trên quần áo và cái màu của nó nó cũng không có màu luôn mọi người ạ màu của nó chỉ hơi tím tím thôi nhưng mà nếu như mà mình cho vào nước á, và mình hòa tan ra thì là nó gần như là nó mình không còn nhìn thấy cái màu gì nữa thì sau đó khi mà mình giặt á, là nó sẽ không bị đọng lại cái màu của, của, vết của của nước giặt lên quần áo thì nên là mọi người cứ yên tâm dùng cho cả áo trắng áo màu quần áo các thứ mọi người cứ trộn vào rồi một rồi, rồi, rồi mọi người giặt luôn thì là nó vẫn bảo vệ màu cho mọi người ok không ok nha mọi người ơi để bây giờ em em đổ ra cho mọi người xem nhé rồi trong này thì sẽ có 1% là tinh dầu nước hoa cho mọi người nha, tinh dầu nước hoa hương lavender. Thì là nếu như mọi người dùng và sau khi mọi người phơi nào xong thì mọi người để ở trong tủ quần áo của mình á thì là nó sẽ lưu hương từ 2 tuần đến 3 tuần cho mọi người nha. Đó mọi người nhìn thấy không? Cái chất của nó rất là lỏng luôn. Nó lỏng như này thế nhưng mà công thức của nó rất là trung tính và nó bảo vệ quần áo và bảo vệ da tay cho mọi người luôn. Không uh, sẽ hạn chế được cái việc là bị cặn ở trong máy giặt và trên quần áo của mình đảm bảo được tuổi thọ cho quần áo của mình và cho máy giặt của mình luôn thế nên là mọi người cứ yên tâm mua cái này về và trong trường hợp mà mọi người nhận hàng có vấn đề gì xảy ra thì mọi người cứ inbox vào cho em hoặc là inbox lại cho hãng để hãng có thể khắc phục kịp thời giả sử như là trên đường mà mình ship tới mà nó bị vỡ hay là bị tràn ra ngoài thì mọi người nhớ là phải liên hệ lại với em để em xử lý kịp thời cho mọi người ơi, ok chưa? Ok. Rồi okay. bây giờ mọi người lên điêu cho em đi ạ. À. Lên điêu cho em được chưa ạ? Okay. ok chị ạ. À? Okay. Okay. Uh, mọi người ai mà thấy thấy lắp thì mọi người thoát ra vào lại thử xem nha. Mình oh. mình đang viết xíu nha. <laughs> cô hai gói mọi người nhận về 4 cân mọi Rồi bây giờ mình đếm ngược từ 10 là lên điêu luôn nha Rồi 10, Rồi, 9, 9 8, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 4 3, 2, 2, 1 Lên điêu Mọi người ơi nếu như mọi người thấy lát thì mọi người thoát ra và lại giúp mình nha mọi người ơi Và mọi người ở trong này Trời ơi 85k Ủa 85k luôn Ủa? 85k thôi chỉ có 85k Ủa? thôi Mọi người ơi, những ai mà cắn vô trời tiktok á là 85k nha mọi người Còn Chọc bạn cho hai túi là anh ơi chia ra chỉ có bây giờ mọi người đi ra ngoài, ngoài mà không thể nào mua với cái giá mà 40 k mà được một túi hai cân như thế này được mọi người ạ mọi người dùng tẹt bô cho em luôn ok chưa ok yeah, một túi này tới hai cây là anh ơi xài cảm ơn trước mọi mấy tháng ơi, đó. cảm ơn tổ ạ à. Rồi mọi người ơi, mọi người em mọi người thấy là mình đang cần nhà mình đã sắp hết nước nước xả rồi mà mọi mình lười, mọi mình không muốn đi ra ngoài siêu thị á mà nói thật là ra ngoài siêu thị là sẽ không có cái giá tốt cho mọi người đâu. Bây giờ mọi người nằm á, nằm ở nhà đi, nằm dạng háng ra xong rồi là mình cứ mua cứ mua hai này đặt này về xong rồi là em cho nhân viên exit đến tận giường luôn. Đặt cho mọi người hai cái túi này vào chân luôn ok chưa? Ok. Yeah, Chê hết lát rồi, hết lát rồi thì mọi người ủng hộ em nha mọi người ơi. Đúng. Ai ui có người Trời mua 80k rồi. kìa. Trời ơi, em chúc mừng nha mọi người ơi. Có hai bật luôn nha nhà ơi. Hai đi rồi. đi cái luôn rồi. Hết deal rồi. Hết deal rồi. rồi. Hết Trời, deal ơi. rồi. Trời ơi. rồi. Nhưng mà tại vì là cái deal này nó quá tốt ý mọi người, nó quá tốt luôn á. Trời Đúng ơi chỉ này. có chỉ có 119.000 như như cái nick này này là không có voucher nha, là 119.000. Còn những ai mà có voucher á, cắn TikTok voucher. voucher TikTok á là còn xuống sâu hơn á. Đấy có người mua 80.000 này. Trời ơi quá rẻ và cái giá này sẽ là giá trải nghiệm cho mọi người nha. Nếu như mà mọi người về, mọi người dùng thấy ok la thì mọi người cứ uh, comment và mọi người cứ uh, feedback lại cho uh, nhãn hàng nha mọi người. Em. Nhãn hàng rất là gọi là open với việc là mọi người để lại feedback để để để, để hãng nước hoa à, để hãng nước, nước giặt nước giặt nước hoa này có thể cải tiến được hơn trong tương lai nha. Ok chưa? Ok. okay. Đó bây giờ mình qua điêu chưa? Um tâm khá là nhiều nên mình để cho mọi người một phút cuối cùng để mọi người chốt điêu nha Rồi bây giờ lên lên điêu thêm cho mọi người đi ạ à. Bây giờ hay là mình lên điêu thêm được không ạ? À? à đang Đấy. Đó là đã rất Em là... dùng loại này rồi, thơm lắm, săn được cả 35k một bề Trời rẻ quá trời vậy bà ơi, ơi rẻ quá vậy Trời ơi cái bà này năm kiếp trước bà ấy giải cứu ai hay sao mà Năm nay bà mua nước giặt được 35k một bịch thế này Chắc là bà đẹp á, bà đẹp nó Hay bà đẹp trời ha <laughs> Rồi, Chúc nhưng rồi chúc mừng bà nha mà ơi. Nếu như mà bà thấy thấy thích hơn á là thì bà cứ bây giờ đấy, bây giờ đang có deal tốt này bà mua thêm hai bịch nữa về đi đó mình tặng cho tặng cho mẹ mình một bịch này tặng cho bà hàng xóm một bịch này tặng cho bà hàng xóm bảo là chị ơi nước giặt này thơm lắm chị đừng uh, chị đừng soi nói chuyện của em nữa nha <laughs> nhưng mà bây giờ giá vào rất ok la rồi tại vì giá bây giờ là chỉ có 99 k cho hai bị luôn đó mọi người giá rất là hồi nha bình thường là không có giá này đâu mọi người hai đó. cái bịch này á là chỉ nói thật là còn chưa bằng hai cốc trà sữa bây giờ một cốc trà sữa cũng bảy chục ngàn rồi mình uống vào phát năm 10 phút hết luôn thế mà bây giờ mua hai cái này về đó quần áo thơm tho sạch sẽ mua về á là vợ chồng hạnh phúc là cả nhà mình không còn cãi nhau nữa đúng không ạ đúng, đúng rồi. rồi trời ơi nói thật là ấy, vợ hai vợ chồng lấy về mà người vợ biết gọi là vun vén cho nhà cửa thì người chồng sẽ yên tâm để đi uh, làm ăn xa đúng không ạ đúng đấy. rồi vợ hiền văn thảo ha đúng vợ hiền con thảo ha đó thì bây giờ nếu như mà quần áo của chồng mà thơm tho ấy đấy vợ chồng của mình mà đến chỗ làm nhá bảo là ôi dồi rồi ôi, cái thằng này á lấy được cái con vợ này á nó chăm cho từng cái áo một mà nó thơm như thế này không biết nữa thì có phải nở mặt nở mũi không đúng rồi đấy đau bây giờ cái giá nhà này đang luôn. rất là ok rồi giá này đang rất là trải nghiệm cho mọi người rồi đấy vợ chồng uh, thầy phúc mua về đi vợ <laughs> chồng thầy phúc mua về đi xem là có ai khen không đó bây giờ uh, giá này đang rất là tốt rồi thì mọi người mua về mọi người trải nghiệm giúp em nếu như mà không sạch mà có vấn đề gì thì mọi người cứ inbox lại cho em để em giải quyết ok chưa ok nhà mình lưu ý là cái điều này là chỉ có trên kênh của thầy phúc thôi ở trên kênh của hoàng phi hùng thôi cho các bạn mình tranh thủ nhanh chóng mình chốt đưa liền dạ xuống loa là sẽ không có vâu chờ đâu các bạn ơi cho nên mọi người tranh thủ nha rồi thầy phúc tí nữa sẽ xuất hiện sau Thì nên là uh, của mình hay của thầy phúc thì là cũng như nhau nha mọi người không sao hết mình rất là hoan hỉ trong chuyện nhầm tên này ạ <laughs> <laughs> rồi mọi người ơi cái giá này đang rất là tốt rồi em mời mọi người chết đang em mời mọi người chết đang mọi người ơi hôm nay mọi người cứ ủng hộ em để em có thể về số hôm nay em ngủ ngon được tại vì bây giờ em run lắm bây giờ á nách em toàn mồ hôi đâu mọi người ạ à. nách em toàn mồ hôi tại vì em sợ ấy bây giờ em run cầm cập luôn rồi nếu nhưng mà nếu như mà có mọi người ủng hộ và mọi người đứng phía sau em thì những lần sau em sẽ là một con người khác em sẽ tiến bộ hơn và em sẽ xin được Em sẽ xin được nhiều đơn, nhiều deal ok hơn cho mọi người, ok chưa? Ok Em mời mọi người Chết đơn Em mời mọi người Chết đơn Trong cái nước giặt này á, thì là vừa giặt này, vừa xả này Và giúp và giúp các bạn có thể bẻ gãy được những cái vết bẩn cứng đầu Chỉ trong tầm khoảng 10 phút ngâm thôi Nếu như mọi người mà có những cái vết bẩn cứng đầu á, thì là mọi người đổ thẳng trực tiếp cái này lên vết bẩn và mọi người ngâm trong một ít nước tầm khoảng 10 phút thì sau đó mọi người vò nhẹ là sẽ ra xong sau đó mọi người mới cho vào trong máy giặt nha mọi người tại vì là những cái vết bẩn ví dụ như kiểu là vết mồ hôi này vết ố ở nách này hoặc là những cái vết bẩn mà nó khó ra thì mọi người phải vò trước rồi mọi người mới cho vào trong máy giặt tại vì là cái máy giặt của mình ấy, là nó sẽ chỉ gọi là uh, giặt sạch được những cái chỗ nào to thôi còn những cái chỗ nào mà trong ngóc trong ngách ấy, là mình sẽ phải, vẫn phải gọi là vò nha mọi người nhưng mà mình sẽ không cần phải dùng nhiều sức quá tại vì là khi mà mọi người ngâm cái này xuống thì là những cái vết bẩn đấy nó sẽ được bẻ gãy ra thế nên là đấy cũng chính là lý do vì sao khi mà chúng ta dùng tay mình để sử dụng cái nước giặt này á, là nó cũng sẽ không hại ra tay tại vì là cái chất tẩy của nó nó không phải là cái chất tẩy mạnh mà là nó sẽ là cái công thức bẻ gãy bẻ gãy những cái vết bẩn của mình ok chưa ok, okay. hiện tại các bạn là mình đã xài rồi mà cảm thấy ok mọi người comment chữ ok giúp, giúp, giúp anh hùng nha các bạn ơi mình tranh thủ nhanh chóng mình chốt đơn liền tại vì giá này rất là hồi tại bình thường á mọi người một túi như vậy cũng đã hơn 100 k rồi bây giờ chỉ có một combo hai túi mà giá chỉ có 99 k thôi là điều này rất là sốc cho mọi người luôn mà em này là gọi là cực dịu nhẹ cho mọi người nha đó mà 4 kg luôn mọi người một bậy lên tới hai kg là anh cảm thấy nặng không trời ơi, tập gym luôn đó mọi người đây là cái lý do vì sao mọi người thấy là mình có một cái body rất là đẹp tại vì mình cứ cầm hai cái túi này chạy qua chạy lại trong nhà đó mọi người. Đó, chỉ với giá này, chỉ với giá này là 99k là mọi người có 4 kg mang về. Nói thật là nếu như mọi người ra siêu thị á là mọi người cầm 50 mươi ra mọi người sẽ không bao giờ mua được một cái bịch nước giặt 2 cân mà chỉ có 50 mươi thật sự luôn. Đó và chỉ có ở trong phiên live ngày hôm nay thì mọi người mới có thể mua được với cái giá hời giá tốt đó, ok chưa? Ok. okay. Nhưng mọi mà... người mà thấy, mọi nếu như mà mọi người thấy giá hời giá tốt thì mọi người cứ yên tâm chốt lơn liền cho em tại vì là nếu như trên quá trình vận chuyển mà có bất kỳ vấn đề gì xảy ra ví dụ như là hỏng hóc hay là bị tràn ra thì mọi người hoàn toàn có thể quay đầu hàng mọi người đều có thể wow. quay đầu hàng thì em sẽ chịu trách nhiệm với những cái gì mà nó xảy ra trong quá trình vận chuyển ok chưa ok, okay. mọi người cứ yên tâm chốt đơn liền cho em nha mọi người ơi em mời mọi người chốt đơn. chốt đơn em mời mọi người chốt đơn mọi người ơi sản phẩm chất lượng cao nhưng mà thời hạn thì có thời gian thì có có thời hạn nha mọi người mọi người nhanh tay chốt đơn nha mọi người nhanh tay chốt đơn liền cho em nha em cảm ơn nguyễn lan nha em cảm ơn chị nguyễn lan nha trời ơi có chị khen như thế là em gọi là đã sướng run bật bật rồi mọi người ơi rồi còn một phút nữa thôi là em sẽ chuyển qua mã khác nha mọi người, giá đang rất là tốt, đang đang rất là ưu đãi cho mọi người rồi. Thế nên nếu như mọi người thấy giá hơi giá tốt thì mọi người chốt tay liền đơn liền chân liền tay, ok chưa? Ok. Em mời mọi người. Chốt chân. Em mời mọi người. Chốt chân. Rồi nếu như mà ai mà vẫn còn đang lăn tan á thì em xin phép được giới thiệu lại cho mọi người một lần nữa nha Bên trong cái loại nước giặt này thì mình vừa giặt, vừa xả, vừa bảo vệ tay, vừa bảo vệ màu cho em ok chưa? Ok Dễ dàng giặt và dễ dàng đánh bay những cái vết bẩn chỉ trong vòng 10 phút ngâm nha mọi người Nếu như mọi người có những cái vết bẩn gì mà nó khó bay màu ví dụ như là vết ố của ở mồ hôi hoặc là vết make up các thứ phấn nền các thứ đó thì là mọi người đổ thẳng trực tiếp lên rồi mọi người ngâm trong vòng 10 phút giúp em xong sau đó thì mọi người vò nhẹ qua rồi mọi người cho vào trong máy giặt thì là sẽ đánh đánh bay được cái đấy luôn Đúng xong rồi. rồi tinh dầu trong này là sẽ có một phần trăm tinh dầu cho mọi người luôn một phần trăm tinh dầu nước hoa thì là sẽ lưu hương cho mọi người được tầm khoảng từ 2 đến 3 tuần ở trong tủ quần áo nha mọi người có nghĩa là nếu như mọi người phơi xong vào mọi người để lại vào trong tủ thì là nó sẽ lưu hơn được cho mọi người từ 2 tuần đến 3 tuần. Ok chưa? Ok. Dạ em rồi. Em mọi người ơi, nó chỉ còn đúng 30 giây nữa thôi mọi người ơi. 30 giây nữa đúng thôi nha rồi. mọi người ơi, nếu như mọi người đã Uh, quan tâm đến nước giặt này rồi thì mọi người cho vào trong giỏ hàng và mọi người thanh toán giúp em nha mọi người nếu như mọi người chốt đơn hôm nay thì sớm thì em có thể về số sớm thì nói chung là em sẽ sướng run bật bật luôn yeah. mọi người ạ à. em rất là cảm ơn mọi người nhiều nhiều như mọi người đã quan tâm ủng hộ em ok chưa ok, okay. em okay. mời mọi, mọi... mọi người em ngược là mình em mời mọi người tí nữa là những nhân vật uh, phụ là sẽ đến sau nha mọi người <laughs> nhân vật dạ. phụ là sẽ đến sau nha có dạ dạ rồi bây giờ là, là mình sẽ thôi. đếm ngược mười giây là mình sẽ qua pre nha các bạn ơi rồi. rồi 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. Qua điêu Yeah. điêu Giờ mình sẽ đến với lại nhà La La Bedding. La La Bedding. La La Bedding. La La Bedding. Rồi. La La Bedding này là em cũng đã lên clip cho mọi người xem rồi. Đây là vải Tencel nha mọi người Vải Tencel này là làm bằng bột gỗ tự nhiên nha mọi người Nếu như mà nếu như mà chúng nhà ơi, này... brand vừa thông báo đếm ngược là lên một cái điều sốc luôn Ồ Hết hồn chưa? Trời điêu sốc mọi người ơi Rồi đếm ngược 10 giây nha mọi người 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Lên điêu Lên điêu Lên, lên ca. điêu Lên điêu Lên điêu 255k lăm k Rồi em mời mọi người Chốt đơn Em mời mọi người Chốt đơn Rồi nếu như mọi người chưa biết về bộ chăn ga của Lala Bedding thì đây là Rồi bung ra luôn Rồi bung ra luôn cho em nha mọi người Bung, lụa đi mọi người ơi bung lụa nào anh Bung ơi, đi. nãy giờ các bạn thấy có 225k thôi Trời ơi, thế cái còn không có đừng có chần trừ gì nữa mọi Mà người hãy ơi chốt đơn chốt đơn liền cho em nha mọi người ơi thề luôn ấy là cái này em đã lên clip cho mọi người rồi cái cảm giác nằm lên cái vải này nó xuống lắm mọi người ơi có mát không ạ? À? Quá mát ê cái này là nó hay ở cái chỗ ấy, là nó có thể điều hòa được nha mọi người tức là sao nếu như mọi người sử dụng cái bộ chăn ga này ở trong phòng điều hòa thì nó sẽ mát còn nếu như vào mùa đông mọi người sử dụng cái này ở trong phòng bình thường và mọi người đắp chăn gọi là đắp chăn kín lên thì là nó sẽ giữ ấm trong cơ thể mình và nó sẽ truyền nhiệt vào trong cái bộ chăn ga này để giữ ấm cho mọi người. Wow! Hay chưa? Quá wow. hey. hay. Hello. Rồi 60% là Tencel nha mọi người. Tencel là một chất uh, là một chất vải cực kỳ là trend năm nay luôn mọi người ạ. Nó nó là được uh, sản xuất từ hầu hết là bằng bột gỗ tự nhiên nha mọi người. Thế nên là nó có thể hút mồ hôi này, chống ẩm này, chống khuẩn này, chống nấm mốc này. Đó nếu thế nên là nếu như nhà mình mà có người già hoặc trẻ nhỏ hoặc là mình mà có cơ địa mà gọi là da nhạy cảm á thì mọi người nên sử dụng những cái loại uh, vải tencel như thế này tại vì là những cái những cái vải mà bằng cốt tông á những cái loại cốt tông á là nó sẽ hút mồ hôi vào đấy và nó sẽ bị lê, dễ rất rất là dễ lên nấm mốc hoặc là bị mồ hôi thế nên là nếu như mà mọi người sử dụng những cái loại Uh, cốt tông bình thường á là nó sẽ rất là dễ lên 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 gọi lên mụn trên cơ thể của mình đó ngày trước á, em cãi nhau với người yêu á, là á, em phải em phải nằm ở ghế sofa hai tuần đấy mọi người trời ơi, người em toàn mụn thế nhưng mà từ lúc em chuyển sang dùng cái loại này và em chuyển nhà luôn. <laughs> em chuyển nhà em chuyển ra dùng cái loại này luôn thì là người em hết sạch mụn. Ok chưa? Ok. Dán okay. đang rất là tốt rồi mọi người ạ. À. Cái này là là chống nhăn cho mọi người luôn và một bộ này là sẽ có một cái một cái một cái Nga ga dường. này, một ừ, cái giường hai, hai cái vỏ gối và một cái vỏ gối ôm nữa. Không, không. Bộ này chỉ có 3 à, món thôi. Có có 3 cái món hả? Cho giá siêu, siêu tốt cho Rồi, bộ. bộ này đang có 3 món cho mọi người luôn. Đó, gia đình mình mà có gọi là có hai vợ chồng đó thì cái bộ này rất là hợp lý nha mọi người. Nhưng ấy mà anh biết làm sao không? Cái bộ này có tới 61 màu khác nhau. Ồ, lựa tới Tết luôn. Trời ơi, mua 61 bộ về á thì á, mỗi tháng hai tháng dùng mỗi không ngày nào là chật bộ bộ nào luôn ok chưa? Ok. okay. Rồi Mà cái bộ này mọi người giá gốc sẽ là 678k cho 3 món Nhưng ngày hôm nay chỉ còn 225k uh. 25k. 225k Mời mọi người chốt đơn cái bộ này sẽ làm bằng dược bộ. sĩ hạt ơi thì cái cái cái, cái combo này là sẽ có uh, một cái một cái ga này với lại hai cái vỏ gối này thôi nha anh ơi mình không có kèm chăm đắt ở trong cái bộ combo nhưng này nha mọi người có nhưng luôn. Có mà xíu nữa xíu nha anh ơi xíu nữa là em sẽ lên gọi là một combo gọi là trọn vẹn cho mọi người luôn chọn vẹn luôn thì nếu như mà mọi người thích cái bộ này và mọi người nhà nhà, nhà chúng mình gọi là đang thiếu cái bộ này thì mọi người ủng hộ cho em cái bộ này còn nếu như mà những ai mà thích mua gọi là cả combo mà có cả chăn nữa thì mọi người đợi tí nữa em sẽ xin deal cho mọi người để em có thể lên cái deal combo cả năm món cho mọi người ok chưa ok, okay. em mời mọi người Chớt Chớ đơn em mời mọi người Chớt Chớ đơn trời ơi anh ơi mọi mát. người ơi mát lắm trời ơi cái độ bền á là nó cực kỳ cao luôn và nếu như mọi người giặt bằng máy giặt á thì là nó cũng không hề nhăn nha mọi người. Nếu như mọi người sử dụng những cái loại vải gọi là cotton á thì là thường thì cái chất vải tông nó rất là nhăn mọi người ạ. Nhưng mà cái loại Tencel này, này thì là nó sẽ không nhăn cho mọi người. Mọi người chỉ việc lồng vào thôi là mọi người nằm và những ai mà OCD như em á là em rất là thích những cái loại mà nó tự thẳng đứng như thế tại vì bản thân em đã cong rồi. <cười> <cười> em mà em chỉ thích những nhìn những cái gì nó thẳng thôi. Đó thì là nếu như mà mọi người dùng cái bộ này á thì là mọi người sẽ không cần phải là mọi người sẽ không không phải quá lo lắng về vấn đề nhăn nheo nữa mà uh, đeo lên uh, đeo lên giường thì là đeo lên đệm nó rất là mát với mọi người nó sẽ điều hòa cho mọi người luôn mọi người bật điều hòa lên chỉ cần tầm khoảng 26 27 độ thôi là mọi người đã có thể ngủ thoải mái rồi ngày trước nếu như mà mọi người á dùng những cái loại mà cốt tông thì là mọi người sẽ phải bật thật là lạnh tại vì là cốt tông nó giữ nhiệt rất là kinh khủng nó không phải là giữ nhiệt uh, nhiệt bình thường đâu bởi vì là em đã dùng thử rồi em đã dùng thử những cái loại cotton tông rồi nhưng mà cái loại này á là nó sẽ hút cái uh, cái cái khí lạnh của điều hòa vào xong rồi là nó sẽ truyền lên là nó sẽ rất là mát mọi người ạ thế nên bạn biết làm sao nó khó mát được ngủ à? không ăn? Tại vì nó là 60% là Tencel và 40% là Marofiber Mà Tencel ấy, mọi người là sợi gỗ cây tự nhiên Thì nó hỗ trợ mọi người là sao điều hòa cái nhiệt độ trong cái nệm của mọi người nằm á Thì mình nằm nó sẽ mát hơn rất là nhiều luôn Và ngoài ra mà để giữ được cái độ bền này cao thì mọi người khi mọi người giặt máy nha Thì mình lưu ý là nên giặt ở mức độ trung bình hoặc là nhẹ thôi Để có thể là giữ được cái độ bền cho cái bộ ra này nó được lâu hơn đó cái bộ này thì mọi người nằm rất là mát luôn phải hỗ trợ một là giảm trình trạng nhăn rất là tốt luôn ha mọi người nha trước khi mình phơ lên thì mọi người thì mình vũ nhẹ điệm một cái để nó hỗ trợ phân. khi mà nó khô lại rồi thì nó sẽ hỗ trợ là đỡ nhăn cho mọi người luôn điệm đó bao nhiêu phân À, nếu như mà khách mà có nhu cầu gọi là sử dụng với điện to thì chắc là nốt vào cho Đúng rồi đúng rồi. Đúng rồi. Mình có thể dạ. chọn kích thước luôn nha. Chị Phương ơi, nếu như mà mình mà có nhu cầu muốn mua đệm uh, gọi là cao hơn á thì là chị cứ gọi là nốt và cho cho bên brand nha. Khi mà mình mua hàng á mình cứ nốt vào cho bên brand thì là bên brand sẽ gửi cho chị một cái loại uh, đặc biệt cho chị uh, có thể sử dụng với những cái đệm to của nhà mình nha chị ơi. Ừ. Trong cái phần mà chọn sản phẩm á mọi người thì mà kích kích cỡ thì mọi người có thể tự điều chỉnh luôn thì mình sẽ inbox với brand là brand sẽ hỗ trợ điều chỉnh cho mình luôn nha ồ oh, đó. đó, thế nên mọi người cứ yên tâm, chốt okay. đơn, mọi người cứ yên tâm, chốt, chốt đơn. đơn. Và như em đã nói thì bất kỳ một sản phẩm nào cho phen like của em mà có vấn đề gì khi uh, khi vận chuyển thì mọi người cứ yên tâm quay đầu hàng cho em hoặc là mọi người cứ nhận hàng rồi mọi người inbox cho em, em sẽ chịu trách nhiệm giải quyết cho mọi người, ok chưa? Ok. Em mời mọi người chốt, chốt đơn. Em mời mọi người chốt, chốt đơn và trong cái combo này cho mọi người là sẽ có 3 món 255 000 cho 3 món. Nếu như mà mọi người lên bất kỳ một cái sàn nào thì mọi người mua một cái vỏ gối như này thôi cũng đã 50 rồi. 50 là rẻ rồi mọi người ạ. Thế nhưng mà ở thế nhưng mà ở trong cái phiên live này á là 255 000 mọi người được 3 món với cái độ ở uh, với độ bền cao, chất vải độ bền cao, điều hòa được, chống đấm mốc, chống ẩm. Đó thì là với cái giá 255 000 để mà mọi người có thể bảo vệ được sức khỏe này bởi vì là ở trong cái vải Tencel này nó sẽ không có những cái bụi gọi là uh, bụi vải á mọi người nó sẽ không có những cái bụi vải uh, như kiểu là vải cốt tông đó thì nếu như mà mọi người mang về sử dụng thì là những ai mà kiểu mũi dị ứng này hoặc là bị da dị ứng này đó thì là nó sẽ rất là an toàn cho những người bị như thế tại vì bản thân em là một người bị da dị ứng nếu như mà em sử dụng những cái loại mà nó không chống khuẩn hoặc là nó không chống uh, chống thấm hút mồ hôi thì là da của em nó sẽ bị ngứa mọi người đó thế nên là những cái loại này á, là em cũng đang dùng ở nhà rồi mọi người à. nếu như mọi người nhìn thấy những cái clip của em á, là mọi người rất là hay nhìn thấy là em sử dụng cái bộ này nhưng mà là hình con gấu á hình con gấu á đó mặc rất là sự, uh, uh, sử dụng cái loại đấy rất là sướng luôn mà khi mà mọi người nằm lên mọi người thấy mát, mọi người thấy thoải mái thì giấc ngủ củ của mình sẽ được cải thiện đúng không ạ? Đúng rồi. ạ. Rồi em mời mọi người, sớt đen. đen! Em mời mọi người, sớt đen! Cực kỳ là bền, cực kỳ là chắc cho mọi người luôn. Đó, mọi người thấy không? Đó. Và bởi vì sao? Bởi vì là trong này á là có tới 60% là Tencel và Tencel là bột gỗ tự nhiên mọi người ạ, à, nó sẽ chống thấm, chống thấm hút mồ hôi. Tại sao lại chống thấm mồ hôi? Khi mà nó thấm xuống bên này và nó sẽ bay hơi nha mọi người Chứ nó không bị động vào bên trong Đó, thế gọi là chống thấm mồ hôi Chứ Cái bộ này là... sẽ gồm 3 món nha mọi người nha Giá ngoài store hoặc là giá bình thường á, sẽ là 678k cho một bộ 3 món Nhưng ngày hôm nay với giá chỉ có 255k thôi Một số bạn nhà mình được add thêm voucher nữa Thì giá nó chỉ còn khoảng 225k cho 3 ừ. món thôi nha các bạn ơi Mình tranh thủ mình Chốt đơn Đang Ồ, Trời quá hò cho hò mọi người luôn. luôn. Là, là quá, quá xuống luôn xuống luôn rồi mọi người. Cái giá ở trong giỏ hàng này là đã sale rồi nha chị ơi. Cái giá cái giá gốc của em này là 670 000 bảy Thế nhưng mà hôm nay sale chỉ còn 255 ngàn và đấy là chưa voucher nha mọi người Nếu như mà mọi người dùng voucher nữa thì đã phải gọi là ê hề ê hề luôn ok Đồ chưa? ok Em mời mọi người Chết đen Em mời mọi người Chết đen Chính sách trả hàng và đổi ý trong vòng 6 ngày mọi người ạ. À. Nếu như trong vòng 6 ngày mà mọi người cảm thấy là ở ừ, mình không thích cái màu này hoặc là mình không thích cái size này nữa hoặc là như thế nào đấy thì mọi người có thể đổi ý, nhắn tin cho shop ok chưa? Ồ, okay. ok. Mời mọi người. Chốt đơn. Mời mọi người Chốt, tới... mọi người. Chốt đơn. Có tới mình đang đăng đây là tên 15 nha. Nếu mà mọi người thích cái mẫu mã này thì cứ chọn mã T15 nha. Nếu như mọi người thích T15 thì là mọi người có thể à, mọi người thích mã này thì mọi người chọn T15 nha mọi người. Đó những em nghĩ là cái màu cái này á cái cái tone này rất là hợp với những ai mà gọi là thích đơn giản đơn giản mà thích kiểu sang trọng á đó còn những ai mà thích kiểu cute cute như em á thì cứ mua mấy cái mẫu kiểu con gấu con thỏ các thứ này kia đó ở trong link này á là có tới 1.3k điểm đánh giá là 5 sao đó. đó. giá nó hồi như vậy á nhưng mà hiện tại là số lượng em này còn rất ít thôi mọi người chỉ còn khoảng 10 deal thôi và sẽ để trong giỏ hàng cho mọi người nha tại vì bây giờ mình đếm ngược là mình sẽ qua deal luôn nha các bạn ơi rồi 10 chín tám bảy sáu năm bốn ba hai một qua điêu qua điêu qua điêu qua điêu qua điêu qua điêu nha la la bét đinh tiếp nha mọi người và rồi đã đầu hè rồi mọi người ơi đầu hè rồi bây giờ nếu như mà chúng ta thấy là cái chăn nhà mình cũ rồi mình muốn đổi sang cái gì mới đi Alo. Wow.